Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết tinh phần 2. Mình đã bắt đầu viết. Hạnh toàn thủ viết tủy giả cốt chi sung não vi tẩy hải tủy hải bắc túc tắc não k
chuyển. Nhỉ. Minh. Hành. Con. Quyển. Mạo. Hết bài. Mình xin đọc lại một lần. Hỉnh toan. Hữu viết. Tỷ giả. Cốt chi. Sung. Não vi. Tỷ hải. Tỷ hải. Bắc. Túc. Tắc não. Chuyển. Nhĩ minh. Hẳn toan. Quyển mạo. Chào tạm biệt các bạn.